nghe đâu, kiến này dày dữ lắm luôn, không có nghe là bên trong. Anh nói gặp mấy có lũ vậy? Anh nói gặp mấy mày tao chán quá, ngày nào tao cũng gặp. Ấy à, mà loài rắn này là một cái loài rắn độc nguy hiểm luôn, nếu mà so sánh độc độc thì rắn này là... Đó, chuẩn bị đi về. Rồi cắn nữa rồi chao. Con này nó bằng cầm tay, cầm giò luôn đó chứ. Nó hiền quá nè. Cái đầu nó nhỏ xíu nè. Hello, xin chào cả nhà. À, bữa nay xin mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng với Tâm tới một cái nơi cũng đặc biệt, đó là chạy rắn đồng Tâm, để chúng ta có thể trải nghiệm cho cọp ăn và cũng như là lấy nọc rắn của những loại rắn hổ mang và rắn máy gầm. Thì bữa nay Tâm đi là vào ngày Chủ nhật ha. Hiện tại ở đây là trước cổng của trại rắn Đồng Tâm. Rồi. Hồi nãy thì mình thấy các em học sinh vào đây cũng khá là đông. Phải nói là cả 100-200 người luôn. Rồi, bây giờ xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng vào bên trong mua vé và đi thẳng vào trong để xem lấy nọc rắn và cho cọp ăn nha. Rồi, ở đây là về bán vé nha. Bao nhiêu vé người lớn đây? 70.000, dưới 1m3 thì 40.000. Dưới 1m là miễn phí. À, dưới 1m là miễn phí. Rồi, cho anh một vé người lớn. Ồ, bữa nay ở trọng có cái tiết mục mà 10 giờ diễn sơ là biểu diễn lấy nọc rắn à? 10 giờ, như dạ. Có cho cọp ăn đâu không? Dạ, cọp bây giờ trên 4 tháng lớn là mình không có cho cọp chụp hình với lại cho ăn giống như hồi Tết Nguyên Đán nữa. À, có một cái khu vực thì khách chỉ lại đó nhìn, hoặc là ví dụ như nó có lại gần đó mà mình thấy nó hiền thì mình có thể sờ đầu đó mà. À, bây giờ là chỉ là lấy nọc rắn thôi hả? Rồi, chỉ có lấy nọc rắn thôi. Rồi, anh cảm ơn em nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phía bên trong. Chúng ta sẽ dạo một vòng phía trước ha. Cho cả nhà cùng xem nè. Ủa, lấy bé rồi hả? Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi vào để xem những nơi nào mà có lấy nọc rắn ha. Ôi, ở đây là có hai chú cọp con. Đây là cái lồng nè, xung quanh người ta chặn lại như thế này. Đó thì cũng có vài khách tới đây để xem. Đây là hai chú nè. Đó đó, thấy chưa, nè, anh thấy rồi nè. 4 tháng mấy tuổi hả? Nó sinh ra ở đây luôn hả em gái? Nhìn anh đảo quá ha, như một chú chó. Có đặt tên hai con này không chị? Có, đứa tên Đồng, đứa tên Tâm. Con Đậm là tên Đồng ha. Con Đậm, dạ. Vậy là hai bé, một bé tên Đồng, một bé tên Tâm. Vậy là lấy tên của chạy rắn Đồng Tâm luôn.
Kể cả anh vô lòng rồi cả. Anh ăn gì? Gà hả? Mới đầu nhìn tưởng là theo mà. Nó phải. Nướng gà. Người ta làm ta để lấy đi cái chân cánh với đầu. Còn để còn. Vậy là một em. Một em ăn nửa con gà. Một cục là nửa con bên kia một cục. Nhai xương luôn rồi ta. Anh kia anh ra anh ngoài anh giỡn. Còn anh đó anh ra ngoài anh giỡn kìa. Con này là con gì? Con chó mà họ đi sơn vậy đó. Trời. Gà giỡn rồi sướng không? Con chó mà họ sơn bông bông như con cọp. Thấy cưng dữ trời. Quậy nhai kìa, anh nhai cái cây của người ta luôn kìa. Trên đời. Đây là mày lông thịt già ngấu nghiến luôn. Quá ngon. Liếm. Rồi anh liếm cái cây kìa. Anh ăn lá, anh ăn tương. Nó mang hết phần nửa rồi kìa. Còn anh này thì lo tập trung ăn miếng thịt gà của mình. Hai cái tay anh bự ghê luôn. Nè, 10.000 một miếng. Câu cá sấu à. 3 miếng thì 20.000. Thịt gà. Ừ. Combo. Nghe cá sấu này dạng là cá sấu đẳng cấp à. Cá sấu này nó có phước rồi, nên cá sấu này không nhiên. Kìa. Ba cục luôn. Ôi. Trời, lần hai thanh kiếm luôn hả? thử coi. Anh kè anh hả họng sẵn kìa. Đứng đi ngoài đây. Rồi dính rồi. Dính rồi. Anh lên. Rồi. Đứng đàng hoàng lên chứ làm gì nhảy ngoài vậy. Rồi. Một cục. Kè hả họng chờ nữa rồi kìa. Anh biết anh hả họng chờ.
đưa cái mặt rồi. Ồ, anh đó anh hả hồng sẵn ha. Rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Này Cam. Mấy anh vẫn còn chờ luôn kìa. Nữa, còn cây nữa. Con này nó đánh răng cái gì mà mồm nó trắng răng nhỉ? Dạ, có cái răng. Kim đánh răng hiệu con cá sấu. Rồi. Quá nhanh. Rồi, vậy là 3 cục 20 ngàn. 3 cục 20 ngàn. Rồi xong, giải tán. Anh này thì theo mình biết là không biết phải rồng Nam Mỹ không nè, mình nhớ mày mại giống giống như vậy nha. Đói bụng hả? Bụng hả? Kêu hoài trời. Đói bụng hả con? Còn rắn sọc vàng đen là rắn máy gầm. Hiện tại là 10 giờ rồi nè. Đúng 10 giờ thì các bạn nhỏ, đây là nguyên một đội nhóm nhỏ như là trường học á, dẫn các em học sinh để đi vào đây tham quan. Rắn hổ mang. Hổ mang sao nó có cái đầu giống đen ta. Này là hổ hổ gì á? Hổ mang là trên đầu có cái mang chứ. Có cái mang. Có cái mang mà nó chưa có phùng ra. Chưa phùng á. Ừ. Đó là hổ mang. Rồi đúng rồi. Nãy mình thấy nó phùng. Này cái con màu vàng là cái con chằm vạp nè. Chằm vạp hả? Ừ. Hay còn gọi là máy gầm đúng không? Không, xin lỗi, nó lộn, con máy gầm. Con máy gầm. Con khác nữa. Kia nó màu nó nâu nâu, còn cái con này đây là con lục. Ồ, đuôi đỏ vậy. Đúng rồi, rắn lục đuôi đỏ. Đây là các bạn trẻ đứng rất là đông nha. Có một chút chú trăng bạch tạng. Con chú ơi. Dạ, trong lúc mà chờ đợi một cái đoàn học sinh tiếp theo của trường mình đó di chuyển qua đây thì mình có thể chụp hình với những cái loài rắn không độc nè, hoặc là những cái con trăng, hoặc là những cái con thú cưng rồng Nam Mỹ ở đây ạ. Dạ, các bạn học sinh mình có thể trải nghiệm chụp hình với những cái loài rắn không độc ạ. Cái con rắn màu xanh mà kỹ thuật viên mình đang cầm trên tay đó là rắn này là rắn không có hộp độc ha. Dạ, con rắn này là màu xanh, toàn thân màu xanh đây ạ. Là cho mấy bạn nhỏ chụp hình với mấy con không có nọc độc, giống như là trăng và những con rắn không độc.
Nhìn vẻ mặt của mấy em nhỏ này hớn hở ha. Kiểu nhìn thấy mấy con lạ lạ nè. Dạ thì trong lúc mình chờ đợi thì mình có thể chụp hình với những cái loài trăng nào hoặc là những cái con rắn không có nọc độc như thế này. Đấy dạ, mình có thể có những cái tấm hình rất là đẹp để mà đăng Facebook ha. Cái con rắn bằng màu xanh mà các bạn nhỏ đang cái đó là đâu phải lục đuôi đỏ đâu, cái đuôi nó đâu có đỏ đâu. Ừ. Nhìn ảnh giống như sợi dây, giống như một sợi dây màu xanh. Có thể trải nghiệm chụp hình bạn. Nhà những cái loài trăng như này thì hoàn toàn là không có độc độc đó, cho nên là quý phụ huynh học sinh và thầy cô giáo mình cứ yên tâm khi mà chụp hình như vậy ạ. Bên đây thì anh đó ảnh cho nên là các bạn nhỏ quấn con trăng lên. Muốn chụp hình thì mình có thể chụp hình nha. Ở những cái con trăng rắn này là không có độc độc luôn. Và những cái loài trăng như này rất là hiền lành. Khi mà dạng như là mình sẽ huấn luyện nó để dành cho chụp hình thôi đó. Dạ thì trời rắn đồng tâm xin chào vào lúc 10 giờ thì trời rắn đồng tâm mình có trình diễn xô lấy mặt rắn ạ. Kính mời quý khách mà ở khu vực ở gần thì mình có thể di chuyển lại quay sản phẩm để mình theo dõi xô diễn ạ. Trời rắn đồng tâm trân trọng kính mời. Dạ bạn nào bạn nhỏ nào mà muốn chụp hình trải nghiệm thì có thể giơ tay ạ, kỹ thuật viên sẽ lại hỗ trợ cho các bạn nha ha. Bạn nào muốn chụp hình thì giơ tay, kỹ thuật viên thấy thì sẽ di chuyển rắn lại để cho các bạn chụp hình nha. Chứ các bạn không giơ tay thì kỹ thuật viên không có biết bạn nào muốn chụp hình mà di chuyển lại đâu ạ. Dạ, mình muốn chụp hình thì giơ tay lên ạ. Các kỹ thuật viên sẽ lại hỗ trợ cho các bạn để mà chụp hình, có những cái tấm hình đẹp nha, trăng và rắn luôn. Đây, đưa lên kìa. Đó. Có khi nào mà xỉu luôn không? Ai chụp hình đâu, con quay lại đây nha. Chụp hình tác nghiệp giùm con đi con ha. Quý phụ huynh nào, cô giáo nào, cô bạn nhớ có thể chụp hình nè. Bạn nào muốn chụp hình thì xin mời các bạn nhỏ mình giơ tay lên nè. Kỹ thuật viên sẽ di chuyển lại để hỗ trợ cho các bạn chụp hình ha. Bạn nào chụp hình thì cứ giơ tay lên. Anh ơi, em bé đó đang giơ tay đó hả? Ra chụp hình mà nó phùng mang đó chính là rắn hổ mang nè. Thì đặc điểm nhận dạng sau khi nó phùng mang thì ở phía sau mang của nó sẽ có một cái hình tròn giống như hình mặt trăng. Và đây là một cái loại rắn độc nguy hiểm nha. Nọc độc của nó sẽ làm cho mình bị nhiễm độc thần kinh. Và loài rắn này thì nó có tuổi thọ là khoảng 10 đến 12 năm. Thì môi trường sống ở ngoài tự nhiên của nó thì nó thường sống trong những cái hang động ha. Và không chỉ ở Việt Nam mình mà nó còn phân bố ở khắp đất nước như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar rồi rất là nhiều nha các bạn. Thì cái con rắn tiếp theo ngoài rắn hổ mang ra thì ở đây mình sẽ có một cái loài rắn mai gầm hay còn gọi là cặp nâu. Cái con rắn mà khoanh đen khoanh vàng như thế này đó. Và loài rắn này là một cái loài rắn độc nguy hiểm luôn. Nếu mà so sánh độc thì rắn mai gầm này nó độc hơn rắn hổ mang ạ. Và mình có thể quan sát cái phần xương của cái con rắn mai gầm này nó nhô lên, không phải do nó ốm mà là do cấu trúc xương của nó là hình tam giác. Và tuổi thọ trung bình của cái con rắn mai gầm này là khoảng 8 đến 10 năm. Và một cái loài rắn độc thứ ba đây chính là rắn lục đuôi đỏ hay còn gọi là rắn lục đầu dồ. Nó có cái đầu hình tam giác, cái mình màu xanh và cái đuôi rất là sặc sỡ màu đỏ như này. Thì khi mà bị con rắn này cắn thì sẽ làm cho mình bị nhiễm độc máu nha, rất là nguy hiểm. Phải sử dụng kháng huyết thanh để điều trị luôn đó. Rồi, thì bây giờ kỹ thuật viên sẽ cho mình xem ba loại rắn độc phổ biến thôi ở khu vực miền Tây của mình. Thì tiếp theo bây giờ quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh mình sẽ quan sát cái quá trình mà khai thác nọc độc như thế nào. Thì ở đây cứ định kỳ 3 tháng thì bên em sẽ khai thác nọc độc của những cái loài rắn độc như thế này để mà kết hợp với viện vaccine sản xuất ra kháng huyết thanh điều trị rắn độc cắn. Và đồng thời mình cũng sản xuất ra tiết kem thoa giảm đau có tên là Cobratoxan. Đó là tiết kem thoa trị nhức mỏi rất là hay. Dạ rồi, bây giờ có thể quay lại chương trình nè. Bây giờ mình có thể nói các kỹ thuật viên đang cho những cái con rắn hổ mang này là cắn vào thành miệng ly ạ. Và thì đối với lại rắn độc thì nó sẽ có hai cái răng nanh độc nha. Thì mình sẽ cho cái hàm răng nanh độc đó nó cắn vào miệng ly để cho nó tiết ra những cái giọt nọc độc quý giá đó. Và cái thao tác mình làm y chang như là cái thao tác mà mình cái giọt nọc độc đó thì người ta sẽ đem vào để nghiên cứu và tạo thành thuốc để sản xuất ra thuốc để uống để trị bệnh ha. Thì hai anh một người cầm đầu rắn và một phải là 3 tháng thì mình mới có thể khai thác được nọc độc một lần.
một người thì cầm ly, cầm người thì cầm nó đang tiến ở trên thành miệng ly đó. Nó dạ rất là ít luôn, ít vô cùng luôn. À, dạ, và giá trị của nó, dạ, và người ta có thể ước tính là 1 gram độc đầu của cái con rắn hổ này có thể giết chết khoảng 166 người với trọng lượng trung bình khoảng 60 kg trên một người, rất là nguy hiểm. Dạ, nhưng mà cái này là chỉ là dạng chất lỏng thôi nha, mình cần phải qua nhiều cách bào chế, sơ chế thì mình có thể bào chế thì mình có thể mới làm thuốc mới để mà cứu người được. Nhìn nó đục đục cũng giống như là cái kiểu giống như là một đó là quá trình lấy nọc rắn đã xong. Rất là hay ha, 38.000 một tiết kem thoa có chứa là nọc rắn hổ ạ. À, dạ. Ngoài ra thì mình cũng có mở trăng giúp cho mình trị bỏng, trị nước cốt chân rất là tốt luôn. Mình có thể di chuyển vào khu vực quầy sản phẩm và mình mua những cái sản phẩm từ trăng và rắn ạ. Đó chính là những cái nọc rắn nha. Dạ, ở đây thì mình có những cái quầy sản phẩm được bày bán ở trong trại rắn Đồng Tâm của mình à, quý thầy cô, quý phụ huynh hoặc là quý khách nhà mình. Rồi, hiện tại thì cái chương trình lấy nọc rắn cũng như là đem những con rắn không có độc ra cho các em học sinh cũng như là khách tham quan vào đây để chụp hình, vui chơi và trải nghiệm những cái loài động vật hoang dã. Kiểu như ảnh quen hơi ngồi á, từ lúc nhỏ ra người ta cho uống bằng sữa bình. Nếu như mà nó sống chung với người giỡn thì chắc nó cũng sẽ rất là hiền. Nhìn ảnh thấy cưng quá ha. Chúa tể Sơn Lâm á. Con chó luôn, khác gì đâu. Ồ. Tay anh bự đã ha. Ừ. Ôi trên tay anh có hai cái đốm trắng nữa kìa. Ừ. Là giống mèo. Họ nhà mèo. Kêu như kêu chó vậy. Cọp chứ. Kệ thấy bà chị đó, cái ảnh chuẩn bị rồi, chuẩn bị. Đó. Ghê không? Kiểu như anh hù quá. Hù người ta. Ừ. Hình ảnh này là một số khách tới đây để tham quan nè. Phía trước mình là một cái hầm cá sấu nè. Mấy cá sấu này giống đang ngồi thiền dưới nước quá ha. Cũng có khả năng bất động trong một thời gian rất dài. Ừ, nó như động không? Nó hả họng kìa. Hả họng không nổi luôn đó, nằm bất động luôn. Kiểu như ảnh tôi tàng hình mà thấy tôi. Ảnh mà nấp chung với mấy cục đá là mình nhìn không ra luôn. Ở bên đây có mấy con bự nè. Đây thì tức là mình không thấy người ta câu cá sấu ha. Cái cờ cổ nó ngóc lên không băng luôn. Ừ. Nó cao quá thì nó phóng không ta? Cái bãi đó, này là vượn nè. Con đen là yên ru đây ăn đi. Con ăn không ta? Anh nói gì nữa? Xin nữa. Đó, cho một cái nữa đó. Rồi anh xin được hai cái là anh vô. Ăn được lan
ăn độc lan. Ủa, ở dưới này con đang thui nè. Con này nhìn nó cười quá ha. Ô, con nó ngồi. Nhìn buồn dưới tàn. Nó mắc cười quá ha. Ừ. Dạ, anh ngồi cái thấy tôi thấy mắc cười quá ha. Đó. Vậy là con trắng, à con vàng với con đen. Hai cái gò má anh có hai nhím lông màu vàng nữa. Cái này là gọi là vượng. Ở nhìn con này mắc cười lắm, là nhìn hiền nè. Nhìn hiền hơn con vàng trên. Rồi anh di chuyển, anh di chuyển nè. Rồi anh làm rồi đó. Hello. Rồi cái mặt nó đen dữ tâm. Đen là mặt đen luôn ha. Đúng rồi, anh dài. Có con vàng đó nhìn đẹp mà nhìn nó lắm lắm. Đây là tên của nó nè. Con nó gì? Đứng đây coi. Dạ, tên cụ thể của nó là có tuổi thọ tới 30 năm luôn. Đứng đây coi từ từ rồi đi. Rồi. Rồi gãy cây của người ta luôn rồi ông ơi. Quá quậy rồi. Cắn gãy cây người ta luôn rồi kìa. Ừ. Anh trong đây anh sống con này như con ham chơi này tên Tâm đó. Còn anh thịt kia là tên Đồng. Đồng. Đồng Tâm. Rồi cắn nữa rồi chao. Ok. Ê này có cái cây thân bự bự chắc nó trèo lên luôn quá. Anh đang giỡn mà. Cây cây gãy nữa kìa. Rồi bụi bay vô mắt rồi, chao. Bay qua cá mọt. Kìa kìa kìa. Anh tìm được cái thú vui trong đó ha. Chân bạch tạng. Mấy năm tuổi. Ồ, cái da nó sờ vô sạch sẽ ha, mát rượi ha. Tính ra này nó bằng cầm tay cầm giò luôn á chứ. Nó hiền quá nè. Cái đầu anh nhỏ xíu nè. Chân bạch tạng. Bên chạy sang chạy quá. Ừ. Để cho khách chụp hình đó. Đẹp quá ha. Nhìn tưởng nó cầm chân mũ. Wow, ở đây thì một thời gian thì mình cũng trở lại đây. Thì đây là một cái khu ao, cái hồ cá nè, được thiết kế rất là mới luôn. Chúng ta có thể nhìn trực tiếp rất là rõ ràng những anh cá này luôn nè. Còn phía trong đó là nhà bảo tàng rắn. Còn ở đây là mấy chú rắn. Cái này rắn gì không biết nữa. Ồ, nó lột da quá trời luôn. Ờ, đâu mất tiêu hết trơn ta. Ừ. Giờ còn có mấy con à, leo que à.
phía đằng này cũng có ao nữa nè, có bây giờ mình qua bên ao này thử còn rắn nhiều không, tại vì hồi trước thì Tâm có vô đây rồi nhưng mà rắn chùm chùm luôn á. Ồ, cũng không có bao nhiêu nữa. Ở đâu hết rồi ta? Ở đây thì còn mấy con rắn nhỏ nhỏ nè, nhưng mà cũng rất là ít luôn. Giờ về trời ngáo ngơ kìa, như một đứa trẻ vậy đó. Rồi anh biết rồi. Ồ này có chim công nè. Gồng lên luôn kìa. Đó đó quay lại đó. Khoe hàng. Kêu dữ rồi. Bên đó cũng có. Anh em quay vòng vòng ha. Quá trời, cái đuôi anh đâu tính ra đâu 1 mét mấy. Cộng lông này đâu 1 mét mấy. Ồ. Rồi. Anh nói khoe hàng nhiêu được rồi đó. Uống nước. Có con còng nó trắng tươi luôn kìa. Lại gần được không? Gần nó bay. Hình như con trắng này con cái quá. Rồi, hình như con. Thường thường là mấy con đẹp là con đực. Nó xè đẹp để nó dụ. Dụ con gái á. Vụ gái. Vụ gái. Ở trong mấy cái lồng như thế này nè cô chú, là mỗi một lồng là chứa một chú rắn hổ mang á. Đây có đánh số 11 nè. Và cái khu vực này thì rất nhiều những cái làm những cái lồng như thế này. Dài dài đó rất nhiều. Toàn là những chú rắn hổ mang chúa không á. Bên đây cũng có nữa nè. Khu vực mé sông nó cũng có những loài vật như bìm bịp, le le, rồi khỉ đồ. Xíu mình sẽ qua bên đó ha. Còn ở đây là lồng nai. Còn bên đây là lồng của hai chú đà điểu khổng lồ phía đằng kia.
nó nhảy kìa. Mấy con nó chưa có sừng. Anh này trong thế giới động vật là bị anh cọp của mình gượt nè, gượt đuổi nè. Mồi bén của mấy anh cọp á. Ừ. Gọi là nai tơ là mấy ảnh đó. Anh này anh có hai cái sừng ha. Bà dê này sao bá mập dữ. Chắc có bầu à. Dê có bầu. Ừ. Dê này cũng mập mà. Con này kêu bụng bự kìa. Dê đó có bầu. Ồ bên kia là chuồng ngựa kìa. Dê này chắc cũng có bầu. Nên là mấy anh cù, chuồng của những chú cù lấy lông. Phía bên đây thì những chú ngựa. Trong đây thì theo tâm biết vẫn có những cái giống ngựa đua nằm trong đây ha. Ồ, mấy chân khổng lồ. Chu chu mỏ ra nè. Ồ, bên đây bà con đi đông quá. Trăng bạch tạng. Cái này hình như là một dẫn một đoàn học sinh nè. Một đoàn học sinh để đi tham quan động vật. Con kêu ông nội, con kêu ông nội mua cần câu câu đừng sao con chạy theo đây chi vậy? Ông nội trời ơi. Nước mưa nãy. Rồi, xe 3, xe 5, xe 7 mình chúng ta di chuyển chung cái chuyện mình đi. Một đoàn học sinh. Wow, bự dữ hả? Quá thế à. Con trăng này cái mình nó là bự hơn bắp giò của mình luôn á cô chú. Bự gấp đôi luôn á. Cái đầu nhỏ, cái đầu nhỏ mà cái mình bự. Nữa
anh đó nằm quấn tròn lại rồi. Bên đây cũng có một anh, hai anh luôn. Quá bự rồi. Nó ăn thịt gà. Để cái đùi gà vô là nó ăn liền. Ừ. Mèo gì mà mặt chầm chầm vậy? Mặt như mèo á. Ủa cái mặt như mèo vậy trời. Kìa tắm vô đi tắm. Kiểu như anh không vui quá, như cái bánh bào. Dám sờ luôn rồi. Đây đây có một bạch cái nó bội đó. Đọc. Kỳ đó bội ra này. À đây đây đây. Anh trắng nhìn anh không biết quá. Kiểu như anh anh đang đi kiếm gì nè. Đi chơi ba, đi dạo dạo chơi nè. Nó bò cái dãy của nó ha. Dãy của nó di chuyển nè, nhìn nè cái dãy của nó nè. Đó, cái dãy của nó di chuyển nè. Cuộn dãy. Con này chắc dài cỡ 2 mét mấy á. 2 mét mấy á. Từ 2m2, 2m3. Nó hiền ha. Ừ. Bạch tạng. Hầu như mấy bạch tạng lúc nào cũng hiền. Người bạch tạng cũng hiền mà. Cái dãy của nó cuộn cuộn cuộn. Chui. Đây là cái chuồng của hai lão cọp nè. Nằm lốt chổng luôn. Ở bên đây một con nữa nè. Nằm phơi thay. Đây chúng ta nhìn từ xa nha. Ở phía bên đây là một cái khu mà đất gọi là đất trống luôn, để dành cho mấy chú gấu ở bên đây nè. Hổ bên ga dài 1m6 đến 2m5, trọng lượng là 150 đến 250 kg ha. Làm sao để cho nó tỉnh, làm sao cho nó tỉnh lại ra. Đây con, ở đây nè. Ở đây cặn cảnh miếng cho lên đài nè. Đặt qua kìa. Bự quá bự hả. Nhìn ảnh cũng không khác gì hai chú giống như ăn mèo ha. Hai chú nhỏ nãy ha. Nói giờ no, tao kiếm chỗ tao ngủ không chắc. Mấy con này nó ăn no, nó nằm ngủ rồi. No. Tâm giờ vô cái là nhìn nó chạy vòng vòng liền cái tâm. hay là tôi chạy vòng vòng. Chung cái cây đó, đó cũng nguy hiểm, nó có thể trò trèo lên nó, cho nên ta làm cái cách để cho nó không trèo lên được cái cây đó ha. Kiểu như làm cho nó trơn trơn đúng không? Ừ, nó trơn với lại có sắt ở trên đó, chống nó vượt lên đó, để thôi nó ra ngoài. Ủa mà với lại hổ đâu biết leo cây. Biết. Biết chứ. Hổ leo như mèo luôn á. Biết leo cây hả? Biết. Chỉ có sư tử là không biết thôi. Sư tử nó không leo thôi. Ừ. Ít thấy hả, hổ leo cây lắm.
Tại anh không thấy chứ hổ hồ mèo mà. Lúc nó săn nó mới leo. Anh vô leo kè. Là nó no nó không leo phải không? Đúng rồi. Anh thấy cái đối với mày là thậm chí là thậm chí là lặn xuống nước luôn, nó vẫn lặn xuống nước thì thấy. Hello hello. Tiger, Tiger. Tiger anh em ơi, Tiger. Lặn xuống anh bắt cá sấu. Cái này là Tiger, này là Tiger nâu nha. Tiger bạc quá. Tiger nâu quá. Nè Tiger nâu nè. Nhìn đây cái đầu kiến này dày dữ lắm luôn, không có nghe bên trong không nghe. Anh nói gặp mấy mày có lưỡi vậy. Anh nói gặp mấy mày tao chán quá, ngày nào tao cũng gặp hết trơn. Hai con hổ này là thấy cũng lớn tuổi lắm. Anh kiểu như anh gặp người giờ anh bắt cần ba, anh bắt cần đời đúng không? Quen rồi. Anh không quan tâm. 5 năm về trước cũng gặp năm nữa đây nữa. Ừ liếm được ha. Tính ra là hai con hổ này cũng là, cũng có tuổi á. Kệ anh trong kia anh nhìn ra anh thở. Anh trong đó anh thở oxy trong đây. Cục đôi nó chắc đi. Đó, em giờ em nhảy vô là nó tự nhiên ngồi dậy nó chạy liền à. Đúng đúng. Mấy con kia nó ra hai con quay gió đẹp rồi, có con. Không ăn no rồi cũng nặng rồi. Không được hổm thấy ổng ốm, đợt này thấy ổng mập mập lên được chút. Mập lắm. Nhiều người đi vô đây là nó mập lên nè. À. Không tại hổm dịch bệnh Covid này kia nọ nó. Đâu ai cho ăn đâu. Thì bỏ vậy bây giờ nhiều người vô đây là nó mập lên nè. Cái này nó mập rồi. Còn con kia mà hơi dữ chạy ra. Ở đây là khoảng không của vườn, khu vườn của hai anh gấu ngựa hả? Ừ. Ở đây kiểu giống như anh được tự do á. Đen thui thui lùi luôn. Đen mông luôn. Giờ ảnh giờ anh nói kiểu anh nói mấy chú vô đây có đem gì vô cho tôi ăn không. Kiểu anh nói vậy đó. Bụng khỏe vậy mà đòi ăn uống gì nữa. Có cái mặt anh cũng hiền ha. Ừ, nhìn mặt cũng hiền ha. Mày vô thử luôn cái hiền không à. Không có chạy không chạy rồi. Hay nữa. Nó bệt. Nhìn con nữa nè. Nhìn bên kia ta đang tắm gì vậy. Nhìn ảnh như một con heo rừng. Ừ, anh đang ngồi kìa. Kìa, cái đít ảnh mở kìa, ông nội. Dây dục. Ủa, làm gì lẹ quá ta, anh làm gì có 30 giây anh xong rồi ta. Anh nói giờ mình bị phát hiện cái thằng đó á. Thằng đi đực á. Đúng rồi, cái con đi là con đực. Vì là anh bị yếu sinh lý rồi, rồi thấy anh mà làm mới có chưa được 30 giây nữa. Bà nó chá nó bị bệnh thận gì rồi. Xong rồi. À tại mình nó mất cỡ. Mấy ông la quá lỡ cỡ không mà chưa mới nữa cái. Hai anh làm chuyện ấy ấy nhưng mà không hoàn thành. Ở ngoài đây có cây cầu nè cô chú. Thì đợt trước mình cũng có đi ra đây. Nhưng mà bây giờ thì mình phát hiện phía bên kia có hai chú khỉ hay gì á. Chú khỉ hay là vượn. À bên đó mình thấy có để là cái bảng đảo vượn kìa. Đảo vượn với lại thiên nga. Có cò luôn nha. À có cò trắng bên đó nữa kìa. Đây có cái cò đứng nào mà không biết phải bị người ta buộc chân lại hay là tự nhiên nữa nha.
chung cũng không biết. Chung là ở đây cũng rất là thơ mộng luôn cô chú. Phía bên đây có bờ sông. Đây là những cái lồng để nhốt mấy chú rắn hổ vào nè cô chú. Thấy sao có cái lồng nó mở cửa, chắc ta lấy ra rồi. Dài dài đây thì cái khu vực này thì lồng rất là nhiều luôn nè. Và bên đây cũng có luôn. Phía đây phía bờ sông. Rồi bây giờ thì mình cũng xin được khép lại video đây ha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong tập tiếp theo nha.